hello cả nhà hôm nay mình sẽ nói lại về công dụng của cây rong nuôi chó thì hầu hết tất cả các hồ cá của mình nuôi cũng như vừa xác ấp đều có sử dụng cây răng nuôi chó dùng để uh, lọc nước cho hồ cá nhanh chóng và ổn định nhất rong nuôi chó sẽ là nơi cho cá mẹ sinh sản cá con núp vào để tránh gặp kính ăn các con của cá lớn có con núp vào rong ăn một số uh, rêu tạo có lợi cũng như thức ăn từ hồ thì nó khi mà lớn hơn miệng của cá lớn thì nó sẽ ra ngoài phát triển bình thường và không sợ cá lớn ăn nữa bình thường thì mình sẽ phủ rong đuôi chó ở xung quanh hồ như một lớp hàng rào bảo vệ cho cá nhất là ở cá kiếm nó hay nhát và phóng ra hỏi hồ sau 10 đến 14 ngày thì lượng rong phát triển rất là nhanh mình có thể cắt phần rong này cho vào một cái xô nước để trữ và cái nước này sau này mình có thể dùng cho việc nuôi cá tiếp tục cho nó ổn vi sinh hoặc là dùng cho việc hai nước rong nuôi chó cần lượng ánh sáng trung bình cho nên phù hợp cho nuôi lẫn ngoài bốn tiếng để hạn chế việc rêu phát triển mạnh cần một đoạn rong dài mình có thể ngắt cần đoạn nhỏ một cm vùi xuống nền bùn đất thì rong phát triển rất là mạnh không để lượng rong phát triển quá dày trong hồ cá mà phải hợp kỹ thường xuyên để không làm nghẹt cá trong hồ